Nissan Terra giảm 100 triệu đồng, chạy đua giá đấu Toyota Fortuner. Nissan Việt Nam vừa tiến hành giảm giá bán đối với mẫu SUV 7 chỗ, Nissan Terra với mức giảm nhiều nhất tới 100 triệu đồng nhằm kích cầu doanh số. Theo đó, mức giảm giá bán 100 triệu đồng của mẫu xe Nissan Terra áp dụng cho phiên bản 2.5 lít V4 WD7AT. Bên cạnh đó, khách hàng còn nhận được gói quà tặng đi kèm gồm camera hành trình, cửa sau tự động, đầu AVN và 20 triệu đồng tiền mặt. Tiếp theo, phiên bản Terra 2.5 lít S2 WD6MT được giảm 51 triệu đồng và quà tặng đi kèm gồm 10 triệu đồng tiền mặt và phụ kiện đầu AVN. Còn phiên bản Terra 2.5 lít E2 WD7AT, khách hàng khi mua sẽ được giảm 50 triệu đồng, đi kèm là gói quà tặng tiền mặt 10 triệu đồng, camera hành trình, cửa sau tự động và đầu AVN. Nissan Terra được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2018, tại triển lãm ô tô Việt Nam 2018. Các đối thủ cạnh tranh của Terra ở phân khúc SUV 7 chỗ là Toyota Fortuner, Ford Everest hay Chevrolet Trailblazer. Tại thời điểm ra mắt, Nissan Terra có giá bán cụ thể như sau: phiên bản 2.5 lít S2 WD6MT có giá bán 988 triệu đồng, bản 2.5 lít E2 WD7AT có giá 1,026 tỷ đồng và cuối cùng là bản 2.5 lít V4 WD7AT giá 1,226 tỷ đồng. Tại Việt Nam, SUV 7 chỗ Nissan Terra được trang bị động cơ dầu 2.5 lít, sản sinh công suất 188 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 450 Nm tại 2.000 vòng trên phút. Trong khi đó, bản động cơ xăng 2.5 lít sản sinh công suất 169 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 241 Nm tại 4.000 vòng trên phút. Phiên bản V và E sử dụng hộp số tự động 7 cấp, trong khi đó phiên bản S sử dụng hộp số sàn 6 cấp. Phiên bản V được trang bị hệ dẫn động hai cầu bán thời gian với núm xoay chuyển chế độ. Trong khi đó, phiên bản E và S chỉ được trang bị hệ dẫn động một cầu. Một số tính năng an toàn được trang bị cho xe gồm hệ thống cảnh báo làn đường, hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống camera quan sát xung quanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và đổ đèo, hệ thống giám sát toàn cảnh thông minh tích hợp tính năng phát hiện vật thể chuyển động, gương chiếu hậu thông minh, đèn pha LED, camera lùi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.